Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình đang ở khuôn viên của ký túc xá Đại học Cát Sở nha. Hôm nay mình quay cái khuôn viên của CP Shop đang sống tại Đức như thế nào nha. Đây, đây là khuôn viên rất là rộng. Đây, bình thường là đây là ký túc xá của mình nè, cây xanh mọc lên đến tận lầu lầu 3 luôn nha. Đây. Đây là đây. Đây là một cái cây lê nha các bạn. Cây lê này thường thường là mùa này rất là nhiều trái luôn. Mùa này nó rụng hết rồi. Đây. Người bạn thường thường thì ký túc xá để thiết kế cho mình một cái không gian đây, đây đây là dùng để nướng thịt, tổ chức dã ngoại ngoài trời đây. Đấy, đây là một cây bật. Đây là khuôn viên dùng để CP Shop thì đang ở đây. Thì đây là dùng để các bạn trong sinh viên thì có xe đạp thì qua đây mà dắt vào đây này. Đấy. Vào đây. Đấy. Rất là mát mẻ luôn. Thường thường ở Đức rất là nhiều cây xanh nha các bạn. Đấy, giờ mình sẽ ra phía ngoài như thế nào nha. Hiện tại thì đang trưa tại Đức nên nhiệt độ khá là mát mẻ. Phòng ở Đức hiện tại thì trường cho thuê đó là 231 euro một tháng nha. Tầm 7-8 triệu đồng Việt Nam đó. Bao tất cả luôn, điện nước luôn. Đây là khu chứa rác. Đây ở Đức phân loại rất là kỹ càng loại rác nha. Đây là các thùng rác chứa rác bio nè. Đây là thùng plastic. Bên kia là thùng rác giấy nha. Đó, người Đức đó. Rồi mình sẽ ra khu vực phía ngoài nha. À, đây là hai hàng cây rất là đẹp luôn, mát mẻ. Bữa nay là có nhân viên đang đi dọn lá cây nha. Đây, mình đang ở ký túc xá đây. Đấy. Đây là cái hộp thư của mình nè. Này có cái thư gì không nhỉ? Thư đây. Đấy. Đây. Bình thường thì mùa thu thì lá rất là vàng luôn. Cây sẽ rớt lá xuống bình thường, nhưng lá vàng hết giờ sẽ có máy nhân viên sẽ đi dọn lá cây cho nó đỡ lá ngoài đường, rất là nhiều lá, rất là đẹp luôn. Giờ mới đầu mùa thu nên ít lá thôi, và trong giữa mùa thu ra mấy lá này sẽ rụng hết luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, người Đức thì thường thường là ban đêm dắt chó đi dạo, và ban ngày dắt chó đi dạo. Đức trồng rất là nhiều cây xanh luôn, thường thường là diện tích rừng của họ rất là nhiều. Họ nên không khí rất là mát mẻ. Rồi mình sẽ đi vào trong nhà nha. Sẽ cho các bạn coi nhà của mình sống như thế nào nha. Đây. Để chìa khóa. Đây là lầu 2. Đấy, mình đang sống trong một căn hộ 3 phòng ngủ nha. Đây là phòng của mình đây. Đây phòng này là phòng của mình. Phòng hai phòng bên cạnh là hai phòng của hai bạn người Đức. Đây là nhà kho này. Nhà kho bên Đức thường có một nhà kho. Đấy. Để đồ đạc. Đây là phòng bếp, đây là phòng vệ sinh nha. Đây phòng bếp nha. Đấy.
Phòng bếp được ký túc xá trang bị rất là đầy đủ luôn. Rồi từ lò nướng nè, tủ lạnh, máy giặt thì ở lầu dưới nha. Nó giặt thì mình đến mình giặt tự động thôi, bỏ tiền rồi làm giặt tự động nha. Đấy, ra ban công rất là đẹp luôn. Đây mình có trồng cây ớt của Việt Nam nha, CP Shop có trồng cây ớt của Việt Nam, ra trái rất là nhiều luôn.